giết ta theo thời gian, sợ mất em nước mắt lại u sầu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy, muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa, có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh để chẳng may đường về chưa đông đã xe. Dù cho ai có lỗi, sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẻ chia, và dù cho ai có lỗi, sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Thì bên nhau như đã hứa, có lẽ cả một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã xe, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang trọng, nhưng chỉ cần được bên em để sẻ chia, và dù cho ai có đường về chưa đông đã xe, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang sông, nhưng chỉ cần được bên em để sẻ chia, và dù cho ai có lỗi, sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu
trong